Thưa quý vị, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng, thời gian qua Mặt trận Tổ quốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tích cực huy động sự tham gia, đóng góp của các đơn vị cá nhân, mạnh thường quân để ủng hộ chương trình Quỹ vì người nghèo. Hiệu quả từ công tác dân vận đã giúp các hộ nghèo, cận nghèo về nhà ở, học hành, khám chữa bệnh, giải quyết việc làm, vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, kết quả vận động Quỹ vì người nghèo trong 3 năm 2020-2022 đạt trên 93 tỷ đồng. Trong đó, riêng năm 2022, Quỹ vì người nghèo toàn thành phố đã vận động tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ hơn 38,4 tỷ đồng. Từ nguồn vận động này, Mặt trận các cấp thành phố đã chi hơn 28,6 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ xây mới 94 nhà ở, sửa chữa 344 nhà đại đoàn kết với số tiền hơn 9,6 tỷ đồng, hỗ trợ phương tiện sinh kế cho hơn 270 trường hợp với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do ảnh hưởng bão lũ và thực hiện công tác an sinh xã hội khác. Khi mà triển khai thực hiện cái chủ trương của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và phát động cái tháng hành động vì nghèo, chúng tôi đánh giá cao cái tinh thần vào cuộc của người dân cũng như là cán bộ công chức, người lao động trên địa bàn thành phố cũng như các doanh nghiệp. Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng cường đổi mới phương thức tuyên truyền, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực nhằm huy động cộng đồng xã hội chung tay chăm lo đời sống cho người nghèo. Mới đây, tại hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố cũng đã đồng loạt phát động chương trình ủng hộ Quỹ vì người nghèo năm 2023, thu hút sự tham gia hưởng ứng của nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, qua đó lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Ban trị sự cũng có ra những cái văn bản để mà kêu gọi trong các cái lễ Phật đản, lễ Vu Lan, Tết, ba cái lễ trọng đại đó thì Phật giáo đều có đóng góp những cái chương trình thiết thực, hàng năm đều có làm nhà tình nghĩa, rồi đi ủy lạo cứu trợ. Ví dụ như một nhiệm kỳ qua 5 năm thì Phật giáo của Hải Châu cũng làm được là khoảng trên mấy, 20 mấy tỷ để mà cho cái việc an sinh xã hội. Đối với bản thân tôi thì tôi rất mong muốn cái việc mà chúng ta giúp đỡ bà con thì chúng ta lan rộng ra và chúng ta xác định rằng cái việc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận và thì đó là cái câu chuyện là không của riêng ai, và tôi mong muốn là những cái hình thức giúp đỡ nó thiết thực hơn và nó đi sâu vào những cái hoàn cảnh khó khăn hơn. Hiện nay, Đà Nẵng đã nâng mức chuẩn hộ nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022-2025. Theo đó, thành phố có khoảng 11.000 hộ nghèo đang rất cần sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ để cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Chính vì vậy, hiệu ứng lan tỏa tích cực từ chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo và tháng cao điểm vì người nghèo đã và đang tạo nên nguồn lực vững mạnh để ngày càng có nhiều hộ nghèo được tiếp cận với chính sách hỗ trợ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.